dù bất cứ ai, dù là quan hay là dân, cũng đều phải chấp hành luật pháp của nhà nước. Hôm nay tôi mới hân hạnh được thấy những đầy tớ mẫn cán của nhân dân. Ủa, cái hùng hổ của mấy ông hàng ngày đâu hết rồi? Xin anh hiểu cho, đó không phải là sự hùng hổ, mà là sự kiên quyết không khoan nhượng với tội phạm. Tôi xin hứa, kẻ sát nhân sẽ đền tội. Cái mà mấy ông cần chuẩn bị là sẽ nói gì trước tòa kìa. Các anh đang diễn tuồng ở biên giới đó. Đã đến lúc nên dẹp những cái trò du côn rẻ tiền đó lại đi. Nhưng nếu như đường không thông thì mình sẽ làm được gì? Tê liệt, mọi cái đều tê liệt. Phải vậy chứ, kẻ đánh cờ cần biết mình phải hành binh với bao nhiêu nước biến và khẳng định một nước ưu tiên. Vậy thì nước cờ đầu tiên chúng ta sẽ xác định được nó là ai. Dạ, đúng là nó rồi. Em cho người canh nó ở cổng. Em cho người canh nó cẩn thận lắm. Nó không chạy xa được đâu, anh yên tâm. Bây giờ em đi báo thằng Đồng Phỉ, ra tay lúc này là ăn chắc.